nhân dịp lễ thiên chúa giáng sinh cuối buổi chiều nay bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng đã đến thăm và chúc mừng lễ thiên chúa giáng sinh tại tòa giám mục giáo phận đà nẵng cùng đi có chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam ngô xuân thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê quang nam bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng chúc các vị giám mục linh mục mục sư và đồng bào công giáo một mùa giáng sinh ấm áp an lành Bí thư Thành ủy đã thông báo khái quát về tình hình kinh tế xã hội của Đà Nẵng thời gian qua, đồng thời khẳng định trong quá trình phát triển của thành phố luôn có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào giáo dân đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước. Thời gian đến, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng mong muốn các chức sắc và đồng bào giáo dân tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng thành phố vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết đồng lòng xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển các vị giám mục linh mục mục sư bày tỏ niềm vui về việc đảng bộ chính quyền thành phố đã đến thăm chúc mừng nhân dịp lễ thiên chúa giáng sinh và cảm ơn lãnh đạo thành phố đã luôn dành sự quan tâm tạo điều kiện cho đồng bào công giáo thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo trong suốt thời gian qua đồng thời khẳng định đồng bào giáo dân đều quyết tâm nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước cũng như các phong trào do mặt trận tổ quốc việt nam phát động đảm bảo an ninh trật tự góp phần cùng nhân dân xây dựng thành phố vững mạnh